Trước tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn diễn biến phức tạp, việc sơ cứu ban đầu cho người bị tai nạn, nhất là tai nạn giao thông gặp nhiều khó khăn khi tai nạn xảy ra ở địa điểm xa các cơ sở y tế. Và tại quyền Vĩnh Thạnh thì đã thành lập điểm sơ cấp cứu tai nạn trong cộng đồng đầu tiên trên địa bàn. Điểm sơ cấp cứu tai nạn trong cộng đồng đặt tại xã Thành Quế có 8 thành viên do ông Trần Đồng Cang, Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ xã làm đội trưởng mục tiêu hoạt động của điểm sơ cấp cứu là kịp thời sơ cứu các đối tượng bị tai nạn giao thông tai nạn lao động tai nạn do thiên tai thảm họa dịch bệnh và chuyển bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất góp phần hạn chế thấp nhất tình trạng tử vong do cấp cứu chậm trễ tất cả các thành viên của điểm tham gia với tinh thần nhân đạo tự nguyện hoạt động theo chế độ tự quản về tài chính được đóng góp từ thành viên và nguồn hỗ trợ của các tổ chức doanh nghiệp cá nhân và cơ quan cấp trên